Năm qua, giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh luôn có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, nhiều đổi mới giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh là tiền đề để giáo dục cả nước có sự thay đổi. Với bề dày 140 năm tuổi, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là ngôi trường cổ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính ở ngôi trường này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chọn để xây dựng mô hình tiên tiến trong xu thế hội nhập quốc tế. Nhà trường luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng. Học sinh được đảm bảo học đi đôi với hành. Do đó, học sinh của trường luôn học tập tích cực, sáng tạo, đạt được hiệu quả tích cực. Đã có những cái đổi mới phương pháp giáo dục mà nó phù hợp với cái đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục mà Bộ vừa đề ra, nhằm phát triển các em thành một con người toàn diện. Bên cạnh đó, về cả tri thức lẫn cả về kiến thức sống, và nhà trường đã có những cái đổi mới mà đã được xã hội cũng như là các phụ huynh rất đồng tình và quan tâm. Học sinh ở trường tự tin, năng động và sẵn sàng bước vào cuộc sống một cách vững vàng. Trong đổi mới phương pháp dạy học, hàng loạt mô hình hay đã được nhân rộng từ thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động đổi mới trong dạy học như ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo cá thể, theo nhóm đã được các trường học thực hiện từ rất sớm, là thực tế sinh động cho các chủ trương đổi mới phương pháp dạy học của cả nước. Hiện nay, nhiều trường đã sử dụng các phương tiện nghe nhìn, máy chiếu để tương tác trong bài giảng, giúp giờ học trở nên sinh động, học sinh chủ động nắm bắt bài học một cách hiệu quả hơn. Ngay từ đầu năm 2011-2012, thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn thực hiện các đột phá trong đánh giá học sinh qua việc thực hiện thí điểm không cho điểm học sinh lớp 1. Đây được cho là tiền đề của sự ra đời của Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học, góp phần giảm áp lực học tập cho học sinh. Đặc biệt, đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố giai đoạn 2011-2020 cũng được thực hiện hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ học sinh tiểu học học ngoại ngữ trong nhà trường đạt trên 76% và tỷ lệ trường có dạy ngoại ngữ đạt trên 91%. Hiện nay thực hiện cái đề án 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trang bị tất cả các cái trường trên địa bàn thành phố các cái thiết bị dạy học ngoại ngữ rất là hiện đại. Và đặc biệt là cũng đầu tư cho đội ngũ giáo viên đạt cái chuẩn quy định theo những quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo để mong muốn rằng đem đến cái chất lượng và giảng dạy ngoại ngữ tốt nhất cho các học sinh. Chính nhờ vào việc tập trung thay đổi cách dạy và học theo kịp với xu hướng phát triển, phát huy được khả năng tự học, sáng tạo, giúp học sinh thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, hiện ngành giáo dục thành phố đang đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học ở các trường trung học phổ thông, tạo điều kiện cho các em say mê và có tư duy nghiên cứu khoa học ngay từ khi học phổ thông. Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong suốt 40 năm nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh là đảm bảo trường lớp đáp ứng nhu cầu chỗ học cho con em nhân dân thành phố và cả người lao động nhập cư. Chỉ tính riêng khối phổ thông, số phòng học cũng như số lượng học sinh đã tăng gần gấp đôi so với cách đây 40 năm. Hiện thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương duy nhất hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông vào năm 2009 và cũng được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trường mầm non Tuổi Thơ 7, quận 3 được xây dựng từ năm 1975. Từ những ngày đầu mới thành lập còn nhiều gian khó, sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã thay đổi hoàn toàn. Tiêu chí của trường đưa ra là mỗi ngày đến trường là một niềm vui, thì như vậy thì cháu đến trường mạnh dạn, tự tin, hồn nhiên. Và cháu có những cái kỹ năng sống cơ bản để làm nền tảng cho giáo dục phổ thông cho bậc kế tiếp. Kỹ năng sống là bao gồm có là những cái mối quan hệ xã hội, mối quan hệ giao tiếp và những thao tác kỹ năng trong cái phục vụ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Đến nay, toàn thành phố có 94 trường mầm non, 55 trường tiểu học, 22 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Những con số này đã thể hiện được sự quan tâm của thành phố Hồ Chí Minh đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục, là cơ sở để cung cấp nguồn nhân lực cao cho phát triển đất nước.